cũng có nhận được một comment ở trên YouTube là nói chị ơi, chị ăn bò ở Ấn Độ như vậy, chị chồng chị ăn bò ở Việt Nam như vậy thì có bị đi tù và bị những người khác chửi rủa đánh đập hay không? Em nhận được comment mà em rất rất là ngạc nhiên mọi người ạ, giống như em sống ở một xứ sở gì đâu mà quá khắc nghiệt và độc ác như vậy á. Cả nói chung là em sẽ ăn mặc theo sở thích cá nhân. Chồng em không có ý kiến gì với chồng em và gia đình nhà chồng em không có bất. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Cô Dâu Ấn Độ. Hôm nay thì em có hẹn hò với mấy người bạn đồng hương á mọi người. Lúc đầu hẹn đông lắm rồi cứ người thì bận việc này, người thì bận việc kia. Cuối cùng thì chỉ có hai chị em với cả Chế Phương hẹn hò cà phê và ăn trưa. Mọi người hẹn hò cùng chị em tụi em nha. Em tới nơi rồi mọi người ơi, và địa điểm hẹn hò của hai chị em đồng hương ở Bangalore, Ấn Độ hôm nay đó là UB City, là một khu trung tâm thương mại ở Bangalore, Ấn Độ. Đây là ở bề ngoài này mọi người. Và đây là cửa kiểm soát an ninh. Như mọi người đã biết thì Ấn Độ là đất nước đa tôn giáo, rất là nhiều tôn giáo luôn. Cho nên là cái việc kiểm soát an ninh, đạo gì cũng có ở Ấn Độ hết. Cho nên là cái việc kiểm soát an ninh rất là chặt chẽ. Và mỗi một khu trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng thì phải kiểm soát an ninh chặt chẽ như ở sân bay vậy đó. Và cái anh vừa nãy nói em là không được quay phim á mọi người. Rất là mắc cười luôn. Nhiều khi mẹ em cũng thắc mắc là tại sao Ấn Độ rất là nhiều các công trình kiến trúc rất là đẹp, tại sao lại không đánh mạnh vào du lịch. Em nói nhiều cái quy định ở Ấn Độ lạ lùng lắm mẹ ơi, cho nên là không phát triển mạnh và họ không đánh mạnh vào du lịch. Nhiều khi chùa chiền cũng không được quay phim chụp hình, trung tâm thương mại có gì đâu mà cũng không được quay phim chụp hình mọi người ạ. Nhưng mà em lên tới đây rồi không có ai thì em lại quay phim chụp hình thôi. Bây giờ thì em giới thiệu sơ sơ qua về cái khu trung tâm thương mại này cho mọi người biết nhé. Thì cái khu UB City này gồm 6 block, tổng với tổng diện tích là 13 mẫu Anh. Tại vì ngày xưa Ấn là thuộc địa của Anh nên cách tính diện tích hay thì đều là theo Anh hết mọi người ạ. Đây là một cái thương hiệu về nữ trang vàng kim cương rất là nổi tiếng luôn. Gồm có căn hộ dịch vụ này, trung tâm thương mại bán lẻ cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu luôn. Và là nơi đặt văn phòng của nhiều tập đoàn lớn. Có sân bay trực thăng ở trên luôn nha mọi người, ở trên mái nhà, và cung cấp khả năng đi lại trên không trong vòng 5 phút đến sân bay quốc tế. Nói chung cũng rất là thuận lợi. Và ở đây thì có rất là nhiều các quán ăn, nhà hàng, cà phê. Đây cũng là một trong những địa điểm ăn chơi của người Bangalore, Ấn Độ. Rất là nổi tiếng ở thành phố Bangalore này. Và toàn bộ công trình này là hoàn toàn do Hiệp hội Thomas Bangalore, Ấn Độ thiết kế và thi công mọi người ạ. Em thấy thì rất là nhiều công trình kiến trúc, kể cả về tàu điện ngầm hay là những công trình kiến trúc thì người Ấn Độ tự thi công và thiết kế rất là nhiều luôn ạ. Chỉ có những cái công trình kiến trúc cổ ngày xưa thì do người Anh thôi. Còn tất cả những sau thời giải phóng hay cái gì thì đều hoàn toàn là do người Ấn Độ thi công thiết kế đa phần luôn. Bây giờ thì người bạn của em chưa có tới, em sẽ đi dạo quanh một vòng nhé. Xem có gì hay ho không, sau đó thì mình sẽ chọn quán sau. Nhìn chung thì nhiệt độ ở Ấn Độ sẽ là nóng và cao hơn ở Việt Nam. Nhưng mà riêng cái thành phố Bangalore ở miền Nam Ấn Độ em đang ở thì giống như thành phố Đà Lạt của mình, thời tiết rất là mát mẻ, rất là thoải mái, dễ chịu. Đây một số người thì vẫn mặc trang phục truyền thống vào ngày thường này mọi người, rất là sặc sỡ, xanh đỏ tím vàng.
Bây giờ là thời gian buổi trưa và là ngày thường cũng chưa đến cái giờ ăn trưa của người Ấn Độ, nên là các quán thì vẫn rất là vắng vẻ. Ở đây thì có đầy đủ các ẩm thực Âu Á gì cũng có hết á. Và hầu như ở khu này thì em đã đều đến các quán và đã thưởng thức hết rồi. Và bây giờ thì em chọn một quán cà phê và nhà hàng kiểu Pháp nha mọi người. Đây này mọi người. Có nhạc luôn nè, có ban nhạc. Thấy có người Tây, người Ấn luôn. Bây giờ thì em kiếm một chỗ ngồi lý tưởng để chút xíu hai chị em vừa nói chuyện, ăn uống, thưởng thức. Ngồi chỗ này hợp lý nè, có thể nhìn ra ngoài luôn. Bây giờ thì người bạn Chế Phương, hai chị em đồng hương Việt Nam cùng lấy chồng Ấn Độ ở thành phố Bangalore đến rồi. Bây giờ thì hai chị em sẽ bắt đầu order đồ ăn. Trong khi chờ đồ ăn thức uống thì Chế Phương chuẩn bị về Việt Nam thăm gia đình á mọi người. Có nhờ em mua các sản phẩm của hãng Organic India này, nhụy hoa nghệ Tây này, trà gừng nghệ này. Thì nhụy hoa nghệ Tây chính hãng này của hãng Organic India là 600 ngàn một hũ 2 gram này nhé. Cô dì chú bác anh chị nào muốn mua thì nhắn tin cho em ý vào fanpage cô dâu Ấn Độ hoặc là số Zalo của chị gái em Đỗ Nhật trên màn hình nhé. Nhụy hoa nghệ Tây thì là thảo dược thiên nhiên quý hiếm của thế giới, được ví như là vàng đỏ của thế giới luôn. Rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tốt cho tim mạch, tốt cho huyết áp, giúp cho trẻ em phát triển trí não và thể chất toàn diện, cũng như là giảm stress căng thẳng, giúp cho giấc ngủ thật là sâu và ngon. Rất là nhiều công dụng khác ạ. Hỗ trợ tốt cho những người về tiểu đường, huyết áp hoặc là thải độc gan thận luôn nhé. Bây giờ thì nước uống ra rồi. Đầu tiên sẽ khai vị nhẹ với một món nước ép trái cây và cà phê ạ. Em nhận được rất là nhiều comment góp ý trên fanpage là em sống ở đất nước Ấn Độ và là một đất nước truyền thống, thấy phụ nữ Ấn Độ thì cũng mặc ăn mặc rất là kín đáo, nên là em nên mặc quần áo kín đáo hơn. Và em cũng có nhận được một comment ở trên YouTube là nói chị ơi, chị ăn bò ở Ấn Độ như vậy, chị chồng chị ăn bò ở Việt Nam như vậy thì có bị đi tù và bị những người khác chửi rủa đánh đập hay không. Em nhận được comment mà em rất là ngạc nhiên mọi người ạ, giống như em sống ở một xứ sở gì đâu mà quá khắc nghiệt và độc ác như vậy á. Cả nói chung là em sẽ ăn mặc theo sở thích cá nhân. Chồng em không có ý kiến gì với chồng em và gia đình nhà chồng em không có bất cứ một cái ý kiến gì đến việc ăn mặc cá nhân cũng như là ăn uống theo sở thích cá nhân của em cả. Nên em tự do và thoải mái được mặc những cái bộ quần áo mà em yêu thích, mà em thoải mái. Và bò thì như em đã chia sẻ ở những video trước, đúng là đạo Hindu người ta không ăn thịt bò, gia đình nhà em không ăn, nhưng không có nghĩa là em không được ăn nha mọi người. Em vẫn được ăn thoải mái. Và khi mà đi đến Việt Nam, chồng em cũng vẫn ăn thịt bò thoải mái. Về Ấn Độ thì không có bất cứ cái gì hết nha. Đó, bất cứ một cái đạo gì người ta cũng hướng con người tới cái thiện hết. Nhưng mà mỗi một cái đạo, mỗi một dòng hay mỗi một con người đều có những cái quy tắc, quy chuẩn riêng cho bản thân. Và chỉ có điều là họ muốn ăn hay không ăn thôi. Còn chồng em thì đến Việt Nam vẫn ăn bình thường. Còn em sống ở Ấn Độ thì vẫn ăn bình thường thịt bò nha mọi người. Không có cái chuyện là vì ăn thịt bò mà bị bỏ tù hay là bị người khác chửi rủa, đánh đập, chọi đá. Không có cái chuyện đó đâu nha mọi người. Khi mà em đọc được comment đó, em rất là ngạc nhiên luôn mọi người. Bản thân em là lấy chồng Ấn, sống ở Ấn Độ mà còn ngạc nhiên với những cái suy nghĩ như vậy. Đây này mọi người,
các chị em đạo hồi cũng vẫn đi mua sắm, vẫn đi ăn, đi chơi bình thường, chỉ có cái là họ mặc quần áo theo cái đạo của họ thôi. Và đây là bên trong khu trung tâm thương mại này mọi người. Nói chung là một đất nước rộng lớn, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo, thì mình không thể nào mà theo hết các tiêu chuẩn, quy chuẩn của họ được. Nhưng mà quan trọng là cái người chồng và gia đình nhà chồng mình như thế nào thôi. Khi mà chồng em đã xác định lấy vợ Việt Nam, lấy vợ nước ngoài, thì cái tư tưởng của họ phải phóng khoáng. Và không phải là chỉ riêng một mình em phải theo các quy chuẩn hay là theo đạo của nhà chồng, mà chồng em cũng phải thay đổi để hòa nhập với em là con người Việt Nam. Bởi vì em đã sống từ nhỏ, sanh ra từ nhỏ như vậy, và gia đình nhà mẹ em ở Việt Nam không theo bất cứ một cái đạo gì hết, chỉ thờ cúng ông bà thôi. Cho nên là cả hai vợ chồng đều phải thay đổi để hòa nhập với nhau, chứ không phải là một mình em. Đây mọi người thấy Chế Phương cũng ăn mặc rất là thoải mái bình thường, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những chị em đạo hồi ăn mặc rất là kín đáo. Cho nên là một xã hội thì mình sẽ tôn trọng tôn giáo, ngôn ngữ của nhau, tôn trọng văn hóa của nhau. Không riêng gì Ấn Độ mà trên toàn thế giới cũng vậy. Chúng ta nên tôn trọng văn hóa đất nước của nhau, chứ đừng ép buộc ai. Hoặc là nhiều người comment rất là khiếm nhã trên fanpage hoặc Facebook của em, nói những cái điều rất là khiếm nhã và thô tục về đất nước Ấn Độ, thì em cảm thấy rất là phản cảm như vậy. Đầu tiên mình phải tôn trọng cái phong tục tập quán, cũng như là đất nước, mỗi đất nước khác nhau thì đất nước khác mới tôn trọng đất nước và con người Việt Nam mình được. Đây, hai chị em đi dạo trong cái khu trung tâm thương mại, giống như vừa nãy em chia sẻ. Ngoài là những cái căn hộ dịch vụ trung tâm thương mại, thì ở đây là bán các bán lẻ cao cấp của các thương hiệu toàn cầu, thương hiệu nào cũng có ở đây hết. Em thì không có xài hàng hiệu nên em không có rành về hàng hiệu đâu mọi người. Đó. Em thì vẫn cứ là chính con người em thôi. Em mặc cái gì em cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích thì em mặc, chứ không phải là vì phải mặc theo ý người này, phải mặc theo ý người kia, hay là phải ăn cái này theo ý người nọ, phải ăn cái này theo ý người kia. Em vẫn chính là em thôi. Sống ở đâu mà mình được thoải mái, tự do, sống với người mình yêu thì đó là hạnh phúc. Còn nếu như mình cứ phải cố gắng để chiều lòng một ai đó, vì ai đó, thì cái đó nó chỉ được một thời gian ngắn thôi mọi người ạ. Mình không thể gượng ép bản thân mình được. Như vậy thì mình sẽ không hạnh phúc. Và một ngày nào đó nó giống như là một giọt nước tràn ly và sẽ gọi là đổ gãy mối quan hệ thôi. Thì cũng nhiều người lo lắng cho em, nói là nhìn gia đình nhà chồng em, rồi nhìn chồng em có vẻ là nghiêm túc truyền thống, thì em nên thay đổi để phù hợp. Nhưng mà mọi người không biết đâu, chính bản thân chồng em lại rất là muốn em ăn mặc hiện đại và sexy mọi người ạ. Lúc đầu em rất là tự ti về cái body, về cái cơ thể của em, nó không được cân đối, không được đẹp. Nhưng mà chính nhờ chồng em luôn luôn gọi là làm cho em tự tin nhất khi ở bên anh, nói ôi em như thế này là với anh em là đẹp nhất, body em như thế này là chuẩn nhất với anh rồi. Anh luôn muốn em mặc thật là sexy, thật là hiện đại ở một vài địa điểm mình tới. Còn đến những cái nơi nào cần truyền thống thì mình cần truyền thống, đến cái nơi nào cần hiện đại thì mình cần hiện đại, đến cái nơi nào gọi là thoải mái, tiệc tùng thoải mái nhất có thể, thì mình cứ phù hợp với từng nơi mình tới thôi. Em vẫn cứ là em, và anh yêu em bởi vì chính em là con người em, chứ em không phải thay đổi vì ai cả. Cho nên là em luôn có chồng ủng hộ như vậy, nên là em rất là thoải mái là chính bản thân mình nhá. Thì đi dạo một vòng trong khu trung tâm thương mại xong, bây giờ hai chị em lại vào một quán cà phê nữa mọi người ạ. Bây giờ em mới uống cà phê này.
hai chị em mình order cái bánh gì ăn đi ha? Thì tất nhiên là cách uống cà phê và đồ ngọt ở Ấn nó sẽ khác mình. Mình sẽ phải tìm những cái nào phù hợp với cái khẩu vị của mình nhất. Tại vì đồ ngọt của Ấn nhiều cái rất là ngọt mọi người ạ. Nên là em sẽ lựa chọn cái bánh nào mà nó ít ngọt nhất, bởi vì em không thích ngọt nhiều. Hôm nay là ngày thường và cái giờ này nó cũng không phải là cái giờ ăn trưa, nên mọi người thấy các quán xá và quán cà phê thì cũng rất là vắng vẻ, ít người thôi. Thôi nhìn cái đó là không ngọt, chỉ có cái này thôi. Em sẽ chọn cái bánh này. Nó sẽ em nghĩ là nó không quá ngọt và có cái hạt cà phê. Có cái hạt hạnh nhân ở trên á. Và chế Phương này, vợ chồng chế Phương cũng sống cùng mẹ chồng nha mọi người. Nhưng mà chế ấy cũng ăn mặc tự do thoải mái theo phong cách cá nhân thôi. Nên cái quan trọng cốt lõi vẫn là người chồng và gia đình nhà chồng của mình nha mọi người. Mocha của chị hả? Đây, và cà phê. Cà phê và bánh ngọt ra rồi. Bây giờ hai chị em nhâm nhi cà phê và nói chuyện. Chế Phương thì đã kết hôn 10 năm rồi đó mọi người. Và em thì cũng chỉ mới thôi. Cho nên nhiều khi ông xã em cũng nói là nói chuyện để mà học hỏi những kinh nghiệm, làm sao mà để giữ lửa được hôn nhân 10 năm vẫn rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Hai chị em thì nhiều khi nói chuyện, nói là đến tận bây giờ vẫn chưa tin là mình lấy chồng Ấn Độ. Bởi vì vợ chồng nó là duyên số. Có những cái nó đưa đẩy là duyên số, chứ không phải có những cái là người tính không bằng trời tính mọi người ạ. Trước khi gặp ông xã em, hoặc là chế Phương cũng vậy, nói trước khi gặp ông xã đưa ra rất là nhiều tiêu chuẩn rất là cao luôn. Tiêu chuẩn phải thế này, tiêu chuẩn phải thế kia. Nhưng mà khi mình gặp đúng người đúng thời điểm á, thì tất cả mọi tiêu chuẩn đó đều bị phá vỡ. Và chỉ cần người bên cạnh làm cho mình cảm thấy rung động, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhất có thể, thì mọi tiêu chuẩn đều bị phá vỡ và vô nghĩa. Và em xin nhắc lại một lần nữa, đây là kênh Cô Dâu Ấn Độ, là kênh cuộc sống của em. Em chia sẻ cuộc sống thực tế em lấy chồng Ấn Độ như thế nào thì em chia sẻ như vậy. Đây là cuộc sống riêng của em, chứ không phải tất cả người Ấn Độ đều cuộc sống như vậy, và cũng không phải tất cả các chị em Việt Nam lấy chồng ở Ấn Độ cũng như vậy. Đây là kênh của em và là cuộc sống riêng tư của em. Rất vui được chia sẻ với mọi người và mong mọi người ủng hộ, cũng như là biết thêm được một khía cạnh, một góc nhìn khác về cuộc sống ở Ấn Độ ngày nay, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Và em đi được đến đâu, như thế nào, gặp gỡ được ai thì em chia sẻ thực tế như vậy nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và mọi người hãy đăng ký kênh Cô Dâu Ấn Độ để ủng hộ em Ý, cũng như là theo dõi những video mới nhất nhé. Bây giờ thì hai chị em tụi em tiếp tục thưởng thức cà phê, ăn bánh và tám chuyện trên trời dưới đất luôn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.